Xin chào tất cả các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Hoàng Phát GPT. Thì mình là Toàn. Như mọi người đã biết thì chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu đã đến Tết Nguyên Đán. Vào cái thời gian này thì mọi người đã vô cùng tất bật để sắm sửa rồi sửa sang lại ngôi nhà của mình. Thì mình nghĩ cái thời gian này mọi người sẽ là rất ít ở nhà để cố làm thêm một cái công việc gì đó để kiếm cái gọi là bánh chưng nhân thịt ngày Tết. Cái thời gian này thì nó là một cái thời gian rất là nhạy cảm. Như ngày xưa các cụ có câu đó là tháng củ mật đấy. Cái tháng này thì có thể là những cái kẻ gian ngoài kia đang nhòm ngó ngôi nhà của mọi người nhưng mà mọi người không biết. Thì cái tháng nhạy cảm như thế này ấy, thì đầu mình sẽ nghĩ ngay đến một chiếc camera an ninh có thể bảo vệ được trong ngôi nhà. Như mình nghĩ thì mua một chiếc camera như thế này về để làm quà Tết biếu cho ông bà bố mẹ, đó là một cái món quà vô cùng ý nghĩa. Tại vì là bây giờ ông bà hoặc bố mẹ cũng có tuổi một chút rồi, thì đôi khi là không biết sử dụng điện thoại mà muốn liên lạc với con cái thì bây giờ phải làm sao? Chẳng nghĩa đấy, chạy sang hàng xóm nhờ hàng xóm gọi hộ. Nhưng mà nếu mà nhờ như thế một hai lần không sao, nhưng mà nhờ nhiều lần thì rất là ngại. Thì bây giờ đây có ngay một chiếc camera, có thể ấn một nút ở trên thân camera thôi là ngay tức camera sẽ thực hiện một cuộc gọi điện thoại của mọi người, vô cùng là tiện lợi mà một món quà vô cùng là ý nghĩa luôn. Thay vì mua những cái hộp bánh hay là những hộp kẹo về, đôi khi là bố mẹ ông bà cũng chả ăn đến, lại đi cho hàng xóm mọi người thôi. Thì một món quà như thế này hay là như thế này thì nó vô cùng là ý nghĩa. Thiếu nay mình đã chọn lọc được cho mọi người 6 chiếc camera đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng nhất, đó là Ezenith và iMount. Tất nhiên là khi mình đã chọn lọc thì mình phải chọn lọc cho mọi người những chiếc camera mà có tính năng hay nhất, cần thiết nhất và giá tiền cũng phải là hợp lý nhất. Và 6 camera đó là những mã nào thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là chiếc camera Ezenith H6 Pro. Tính năng nổi bật nhất của H6C Pro đó là tính năng gọi điện trực tiếp từ camera về app Ezenith chỉ với một chạm trên thân camera. Khi cần thực hiện cuộc gọi, mọi người chỉ cần chạm vào nút gọi trên camera là có thể trực tiếp thực hiện cuộc gọi về một cách dễ dàng và vô cùng là tiện lợi. Với tính năng này thì mình thấy phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, những người lớn tuổi hay là những người cần chăm sóc đặc biệt. Vào những cái tình huống mà khẩn cấp ấy, mà cần liên lạc ngay thì mọi người không phải mất thời gian để bỏ điện thoại ra tìm số điện thoại hay là tìm danh bạ để liên lạc. Mọi người chỉ cần chạm vào nút gọi trên camera là chúng ta có thể thực hiện được cuộc gọi. Và đây cũng là một cái tính năng mà đáng đồng tiền bát gạo nhất của con camera này. Em này được tích hợp đèn nét chiếu sáng giúp cho camera có thể ghi hình có màu cả ngày và đêm. Khoảng cách chiếu sáng vào ban đêm cũng sẽ xa hơn, vẫn có thể hiển thị ảnh màu trong môi trường đêm tối với một nét ấm công suất cao và một đèn hồng ngoại. Và một cái tính năng được rất nhiều những bà mẹ bỉm sữa quan tâm đến được tích hợp vào chiếc camera trong nhà như thế này, đó là tính năng phát hiện âm thanh bất thường này, tiếng trẻ em khóc thì ngay lập tức camera sẽ gửi một thông báo về điện thoại cho mọi người, giúp cho việc trông con trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo là tính năng thu phóng tự động khi phát hiện con người, giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc quan sát ngôi nhà của mình. Một điểm cộng nữa đó là em này sử dụng băng tần kép, giúp cho mọi người kết nối wifi một cách dễ dàng hơn. Nhiều nhà đang sử dụng băng tần gộp thì khi muốn lắp camera lên ấy thì lại phải gọi thợ, mất công gọi thợ đến để tách băng tần ra, khi đó chúng ta mới cài đặt được chiếc camera. Nhưng mà hiện nay thì em H6C Pro này đã làm được những cái đó cho mọi người, thì hiện nay sẽ không phải tách băng tần nữa, tại vì em này hỗ trợ cả băng tần 2.4GHz và 5GHz. Tính năng xoay 360 độ nhìn rõ ngóc ngách trong ngôi nhà giúp cho mọi người có cảm giác yên tâm hơn suốt cả ngày. Kèm theo đó là tính năng Smart Tracking theo dõi đối tượng thông minh. Camera sẽ tự động xoay theo đối tượng khi phát hiện ra chuyển động của con người. Không những thế, H6C Pro còn được nâng cấp hơn với tính năng tuần tra tự động, giúp cho mọi người giám sát ngôi nhà của mình một cách tốt hơn. Và tính năng không thể thiếu trên một chiếc camera thông minh đó là đàm thoại hai chiều hay là phát hiện ra âm thanh cảnh báo chủ động bằng còi hú, giúp cho mọi người yên tâm hơn khi ra khỏi nhà. Tiếp theo là chiếc camera iMount Ranger RC. Tính năng nổi bật nhất của em này đó là được tích hợp tính năng gọi điện thoại trực tiếp từ camera về app iMobile chỉ với một chạm. Khi cần gọi qua app, chỉ cần bấm vào nút gọi trên camera là có thể trực tiếp thực hiện cuộc gọi một cách dễ dàng và vô cùng tiện lợi. Đối với một chiếc camera thì có thể nói đây là tính năng rất mới lạ và hữu ích đối với gia đình có trẻ nhỏ, người già hay là những người cần chăm sóc đặc biệt. Và những trường hợp khẩn cấp, cần liên lạc ngay thì chúng ta không mất thời gian bỏ điện thoại ra để tìm số mà chỉ cần chạm nút gọi trên camera là có thể liên lạc được. Một lưu ý đó là camera phù hợp đặt ở trên mặt bàn hơn là việc lắp đặt ở trên cao. Alo,
Em nghe đây. Chị tập tài liệu xuống đây nhá. Dạ vâng. Tiếp theo là răng GRC có khả năng quay quét toàn cảnh với góc nhìn lên đến 86,5 độ, góc quay quét 355 độ ngang và 70 độ dọc với khả năng quay rất êm và mượt. Ngoài ra, răng GRC còn tích hợp tính năng Smart Tracking theo dõi đối tượng thông minh, đặc biệt hỗ trợ tính năng thông minh như phát hiện con người, phát hiện những âm thanh bất thường và cho phép tùy chỉnh khu vực báo động. Khi phát hiện có đối tượng xâm nhập, camera sẽ đưa ra cảnh báo chủ động bằng còi hú với âm lượng còi hú rất lớn lên đến 110 decibel. Bên cạnh thu lại hình ảnh chất lượng cao, răng GRC còn hỗ trợ mic và loa để thu lại âm thanh và đàm thoại hai chiều. Chị mang của em tập tài liệu lên trên với. Trong nhà thì đã có hai sản phẩm ngon nhất thời điểm hiện tại rồi, còn ngoài trời thì sao? Hãy cùng mình tìm hiểu tiếp nhé. Nếu ngày trước C6L 222 được gọi là một chiếc camera quốc dân trong nhà thì nay mình nghĩ chiếc H8C này cũng phải được gọi là một chiếc camera quốc dân ngoài trời, bởi vì em này có giá thành vô cùng tốt mà lại đem lại cho mọi người đầy đủ tính năng. Về tính năng của em này vẫn có tính năng xoay 360 độ quan sát mọi ngóc ngách không góc chết, giúp cho mọi người trông ngôi nhà của mình một cách an toàn hơn. Đặc biệt H8C còn có khả năng phòng vệ chủ động bằng đèn chớp và còi hú khi có phát hiện người trong khu vực quét của camera. Điều này giúp hù dọa và xua đuổi kẻ gian hiệu quả hơn. Điểm nổi bật nhất của H8C là khả năng nhận diện người bằng thuật toán AI, và đồng thời khi phát hiện người, H8C sẽ di chuyển bám theo sự chuyển động nhằm ghi lại mọi diễn biến tại khu vực. Tiếp theo là một người anh của Ezenvit H8C thì không thể nhắc đến chiếc camera Ezenvit H8 Pro. Đầu tiên về chất lượng hình ảnh thì H8 Pro sử dụng ống kính có độ phân giải 5B cho ra chất lượng hình ảnh siêu nét với chuẩn 3K. Kết hợp với công nghệ nén video 2265 giúp bạn có thể xem video với độ phân giải cao nhưng vẫn tiết kiệm được dung lượng lưu trữ. Đặc biệt, dung lượng lưu trữ của H8 Pro tối đa đến 512GB. Nên kết hợp với chuẩn nén 2265 giúp kéo dài thời gian lưu trữ hơn. Tiếp đến với thiết kế tách rời giữa phần đầu và phần đế, nên H8 Pro có khả năng điều khiển xoay 360 độ từ xa bằng điện thoại, với góc xoay ngang là 340 độ, với góc xoay dọc là 80 độ, giúp mọi người đổi góc quan sát một cách dễ dàng mà không phải tháo lắp camera. Ngoài ra, khi xem camera Ezenvit H8 Pro, mọi người có thể ghim tối đa 12 khu vực quan trọng, giúp chuyển đổi nhanh khi cần. Ví dụ, mọi người có thể ghim các khu vực như nhà xe, sân, vườn hay bất cứ khu vực nào quan trọng mà mọi người muốn ghim. Để khi cần quan sát ở khu vực nào, chỉ cần nhấp vào khu vực đó là H8 Pro sẽ tự động đổi góc quan sát. Điểm nổi bật nhất của H8 Pro 3K là khả năng nhận diện xe và người bằng thuật toán AI. Và đồng thời khi phát hiện người, H8 Pro sẽ di chuyển bám theo sự chuyển động nhằm ghi lại những diễn biến tại khu vực. Hơn nữa, khi phát hiện người, H8 Pro còn tự động thu phóng hình ảnh và mở ra hai khung hình, trong đó một khung hình theo dõi bao quát khu vực, một khung hình theo dõi cận cảnh đối tượng, giúp bạn theo dõi đối tượng chặt chẽ hơn. Đặc biệt, Ezenvit H8 Pro còn có khả năng phòng vệ chủ động bằng đèn chớp và còi hú khi phát hiện có người xuất hiện trong khu vực quét của camera. Điều này giúp hù dọa và xua đuổi kẻ gian một cách hiệu quả hơn. Tiếp theo là khả năng quan sát ban đêm nhờ tích hợp LED hồng ngoại và đèn spotlight, giúp cho Ezenvit H8 Pro có thể ghi hình ban đêm với 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ hồng ngoại. Ở chế độ này, LED hồng ngoại sẽ tự động bật ghi hình trắng đen vào ban đêm với tầm xa lên đến 30m. Tiếp đến là chế độ ghi hình màu ban đêm.
Ở chế độ này, H8 Pro sẽ bật hai đèn chiếu sáng để hỗ trợ ghi hình có màu vào ban đêm với chất lượng vô cùng rõ nét và chân thật. Và cuối cùng là chế độ thông minh. Chế độ thông minh, camera chuyển từ ghi hình đen trắng sang chế độ ghi hình có màu khi phát hiện có người trong khu vực quan sát của camera. H8 Pro 3K còn có khả năng kết nối gọi video đến ứng dụng EZFit trên điện thoại chỉ với hành động vẫy tay trước camera. Như vậy thì khi khách hàng đến nhà chơi hoặc shipper giao hàng đến đều có thể dễ dàng kết nối thông báo đến bạn. Về camera iMount thì không thể nhắc đến chiếc camera đỉnh cao của iMount, đó là chiếc camera Quasar 2. Em này có một cái thiết kế cực kỳ đẹp và bắt mắt. Camera có độ phân giải 2K cho hình ảnh rất là rõ nét với ống kính 3.6mm giúp zoom xa mà vẫn không bị vỡ hình ảnh. Như mọi người có thể thấy mình đang zoom quán bia hơi ở đằng xa kìa. Kèm theo đó là tính năng quay quét 360 không góc chết, điều chỉnh trên điện thoại rất là dễ dàng. Với nhiều tính năng nổi bật, đầu tiên là camera hỗ trợ tính năng Smart Tracking theo dõi đối tượng thông minh, đặc biệt là hỗ trợ tính năng AI phát hiện con người, phát hiện xe cộ và cho phép tùy chỉnh khu vực báo động. Khi phát hiện có đối tượng xâm nhập, camera sẽ đưa ra cảnh báo chủ động bằng đèn chớp và còi hú với âm lượng còi hú rất lớn lên đến 110 decibel, giúp mọi người yên tâm hơn khi ra khỏi nhà và những kẻ gian sẽ sợ khi có ý định trộm cắp tài sản của chúng ta. Bên cạnh thu lại hình ảnh chất lượng cao, camera còn tích hợp mic và loa để thu lại âm thanh cũng như đàm thoại hai chiều hết sức là tiện lợi. Và cuối cùng là chiếc camera iMount S41FFP. Thì em này nó cũng giống như chiếc camera Quasar 2 thì mình cho mọi người xem hình ảnh nhé. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn và nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất.